Thưa quý vị và các bạn, và tình hình của thế giới vẫn tiếp tục bất ổn cùng với những khó khăn của đại dịch COVID-19. Vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, theo giờ địa phương, thì một vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng đã xảy ra tại một cơ sở chuyển phát nhanh của FedEx ở thành phố Indianapolis của bang Indiana và đã gây ra thiệt mạng cho ít nhất là 9 người và 60 người khác bị thương. Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát cho biết kẻ xả súng đã tự sát và hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục cập nhật số liệu chính thức về số người thương vong. Người phát ngôn của hãng FedEx xác nhận với hãng tin AFP vụ xả súng xảy ra tại cơ sở của họ, đồng thời nói công ty đang hợp tác với các nhà chức trách điều tra sự việc. Cơ sở này của FedEx có hơn 4.000 người làm việc. Thông tin ban đầu cho thấy kẻ xả súng đã tự sát. Chúng tôi không cho rằng có nguy cơ thực sự với cộng đồng tại thời điểm này. Chúng tôi có nhiều nạn nhân bị thương. Một số đã được chuyển tới các bệnh viện khác nhau trong khu vực. Mỗi năm, Mỹ ghi nhận gần 40.000 người thiệt mạng trong các vụ án liên quan đến súng đạn và hơn một nửa trong số đó là thiệt mạng do tự sát.